Đầu tiên vô các bạn vô các trình duyệt. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt em bất kỳ trình duyệt nào ha, nhưng mà ưu tiên là Firefox hoặc là Chrome của Google. Chúng ta vào mdx.vn. Tiếp theo thì ở đây là cái trang này là cái trang trưng bày sản phẩm và Tuyến chia sẻ một số cái kiến thức mà và hoặc một số những cái đặc điểm và giá cả của các loại xe cơ giới ở đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một cái kênh mà các bạn có thể tham khảo. Thì ở trong này nếu bạn để ý là sẽ có cái mục là kiến thức sản phẩm. Đó. Thì mục thứ hai là những mục mà tin tức. Đó. Tin tức thì trong này cũng có nhiều cái tin tức rất hay. Thì các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà các bạn hôm nay thì sẽ quan tâm đến cái việc là kiến thức sản phẩm. Thì hôm nay là tôi muốn chia sẻ cho các bạn là cái kiến thức là kiến thức về Blue Ham. Mà một ham là một trong bốn sorry các bạn, Blue Ham là một trong năm thương hiệu của tập đoàn Wiggen Đức. Đấy, thì đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy là Blue Ham. Thì ở đây là có rất nhiều mà đến bây giờ thì tôi đã dịch và chia sẻ được khoảng là đây là được hai trang, các bạn sẽ nhìn thấy là hai trang. Thì hôm nay là cái bước đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số các kiến thức cơ bản về đầm nén, yếu tố tiên quyết đối với mọi công trình. Thì các bạn có thể bấm vào đây. Thì bài này là được được đăng và dịch chưa được hiệu đính nha các bạn. Khi mà các bạn đọc vào thì thấy cái gì sai thì vui lòng thì comment phía dưới giúp mình để mình có thể sửa được. Thì ngày đăng là ngày dịch và ngày đăng là 29 tháng 9 năm 2020, thì được là 609 lượt xem. Tuy nhiên thì chưa có sự đóng góp nào cả. Thì dĩ nhiên trong quá trình mà biên tập dịch thuật nó còn rất là còn nhiều cái mà sai sót, thì mong là các bạn cũng chân thành góp ý và ném đá nhẹ tay. Đấy, thì vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có kiến thức cơ bản về đầm nén. Tóm tắt nội dung bài viết thì chúng ta sẽ có những tổng quan về đầm nén như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm này, tại sao phải đầm nén này. Chúng ta có các dạng đầm nén nào? Lưu tĩnh rồi lưu động. Thì trong lưu tĩnh thì khái niệm là lưu tĩnh là gì? Tải trọng tuyến tĩnh là gì? Và lưu động thì chúng ta sẽ có là những cái khái niệm liên quan đến lưu động. Thì về mặt cơ bản thì chúng ta sẽ thấy là có lưu động này, lưu tĩnh này. Đây, chúng ta sẽ có các loại chống lưu này và chúng ta sẽ có thêm một ít kiến thức gọi là rất là cơ bản thôi, sơ khai về kết cấu đường. Đó. Thì trong cái lưu động thì chúng ta sẽ hiểu được là các yếu tố nào ảnh hưởng đến cái hiệu quả khi mà mình dùng một cái lưu rung. Ở đây thì chúng ta dùng lưu động cũng đúng, dùng là lưu rung cũng đúng. Đó. Thì ở đây thì trong bài viết này thì tiến xin phép được dùng cái từ gọi là lưu động để mà nó đối lập lại với cái lưu tĩnh một tí. Thì chúng ta sẽ thấy trong các loại mà lưu tĩnh thì chúng ta sẽ có là cấu tạo cái xe, chúng ta sẽ tìm hiểu là cấu tạo xe lưu lốp này và ứng dụng của xe lưu lốp. Và hôm nay á, thì trong cái buổi mà gọi là đọc kiến thức này thì Tuyên cũng sẽ giải thích cho các bạn một số cái kiến thức về chống lưu. Đó, thì chống trơn là gì, chống chân cừu là gì, chống rung phá đá là gì và các loại ứng dụng của nó và các chỉ số quan trọng. Thì hôm nay là cái bài quay đầu tiên, do đó sẽ còn rất nhiều cái mà nó sai sót, những cái từ ngữ nó dùng nó cũng chưa mượt và nói chung là còn rất nhiều cái sai sót. Thì mong các bạn, các người coi, người nghe hiểu đây là cái nỗ lực của Tuyến trong cái việc mà chia sẻ kiến thức mà Tuyến biết đến cho các bạn. Thì mong các bạn đọc, hiểu, đóng góp và từ từ nếu như mà có thời gian thì Tuyến sẽ hiểu đến lại, chúng thì Tuyến sẽ quay lại và sửa lại và thay thế cái này. Thì cũng mong là các bạn hiểu là Tuyến là một người không chuyên nhưng muốn chia sẻ cái việc này. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Thì tổng quan về đầm nén. Đó. Thì chúng ta sẽ có này, các mục tiêu chính của đầm nén là gì? Đấy. Thì thường thường khi mà một đám đất đổ ra nó luôn là nằm ở dạng xốp. Các bạn cứ tưởng tượng đây là một cục bột chẳng hạn, đây là cục bột nha. Cục bột nó sẽ không có hình dạng như thế này. Nhưng mà khi chúng ta đổ nước vào, chúng ta đập nén nó thì nó sẽ trở thành một cái khối như thế này và nó chắc. Đó. Thì mục tiêu của đầm nén là như vậy. Thay vì chúng ta là đập cục bột cho nó chắc thì thường đầm nén ở đây sẽ là đầm nén đất và đá là chủ yếu. Đó.
cũng có khi là những con đường thì chúng ta cũng sẽ làm cát. Tuy nhiên thì có lẽ là chỉ là đất và đá là nhiều thôi. Đấy thì mục tiêu chính của đầm nén ở đây là khả năng chịu tải cao. Đấy, tăng ma sát, tức là tỷ lệ tiếp xúc trong vật liệu, thì tí chúng ta sẽ có cái video mô tả ha. Và chúng ta sẽ mục tiêu nữa là gì? Ổn định, tức là cái đất ấy. Đây các bạn nhìn thấy này, đây ha. Cái mặt này nó đã được lưu rồi thì cái độ ổn định của đất nó sẽ tốt. Cái xe nặng quá nó đi thì nó không bị lún xuống thế này ha. Thì nó sẽ ổn định được cái nền. Đó. Giảm hàm lượng rỗng, tức là giữa các hạt với nhau thì các bạn cứ tưởng tượng là trong đất và đá nó sẽ có những cái hạt lớn, hạt nhỏ, có những loại lớn bằng đầu ngón tay, có những loại lớn bằng ngón tay cái, có những lớn bằng ngón chân, thì và nó không đều và nó khớp với nhau như thế này đâu, mà nó sẽ nằm chênh vênh như thế này, tức là nó sẽ có những cái lỗ trống. Đấy, vậy thì khi mà chúng ta lô, chúng ta ép chặt nó lại thì chúng ta sẽ giảm được cái độ trống của vật liệu. Thì lúc này chống thì nước nó sẽ không chui xuống, và không chui xuống thì không phá vỡ kết cấu. Đó. Thì chúng chia sẻ là nước là kẻ thù của đường. Đó. Thì các bạn để ý là mỗi lần là sau trời mưa, sau khi mùa mưa xong là đường xá ở Việt Nam là cũng tương đối là xuống cấp, và chúng ta lại phải duy tu sửa chữa. Đấy. Và thêm một việc nữa, đó là cái mục tiêu chính của đầm nén nữa là tuổi thọ lâu dài của cấu trúc tòa nhà. À, các bạn đọc các bạn sẽ không hiểu đúng không ạ? Khi các bạn mà xây cái building, cái tòa nhà lên, thì nếu mà cái tòa nhà mà nó nằm trên một cái miếng đất nó bị lún, thì là sao? Nhà có thể lún, đó là tháp nghiêng Pisa đó các bạn. Đó, thành ra cái cấu trúc mà nền móng bây giờ á, là khi mà các bạn xây tòa nhà, khi mà các kỹ sư xây tòa nhà bao giờ họ cũng phải đóng cọc để làm nền móng cho vững, và xung quanh đấy á, thì trước khi đó thì họ cũng đã phải đầm nén cái mặt bằng xung quanh, để khi mà xe vận tải vật liệu này rồi xe công trình đi vào thì nó không bị lầy, bị lún. Đó. Đó thì chia sẻ thêm. Thì chúng ta sẽ có tới mục thứ hai, thì chúng ta có bao nhiêu dạng đầm nén. Thì đến bây giờ không biết là trong thời gian tới thì nhân loại sẽ nghĩ ra bao nhiêu loại đầm nén, nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta sẽ có là có hai loại đầm nén chính, hai dạng đầm nén chính. Đấy. Một là lưu tĩnh, hai là tĩnh thì động, nhưng mà thực ra ở ngoài chúng ta sẽ gọi là lưu rung, lưu tĩnh và lưu rung. Thì khi mà tôi nói là lưu tĩnh thì nó là lưu tĩnh, còn lưu động hoặc lưu rung thì các bạn hiểu nhé, là lưu rung. Thì chúng ta sẽ có là đầm rung và đầm dây. Đấy. Thì trong tiếng Anh thì các bạn, Tuyến sẽ cho cái link để tải cái tài liệu tiếng Anh gốc ha. Thì chúng ta sẽ có đầm rung là vibration và đầm dây là oscillation. Đó, thì chúng ta sẽ có lưu tĩnh. Thì lưu tĩnh ấy, thì là gì ạ? Lưu tĩnh là dùng trọng lượng bản thân của mình để làm chặt một cái gì đó. Đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đứng trên cái nền đất nó yếu, thì các bạn là 65 kg thì sẽ đứng lên đó thì cái đất hoặc cát ha, nó sẽ bị lún xuống, thì hoặc là các bạn đi lại để lại dấu chân, thì cái đó nó gọi là trọng lượng tĩnh. Nhưng khi các bạn nhảy lên và đi xuống thì các bạn để ý là cái vết lún nó sẽ bị lún sâu hơn, thì lúc này chúng ta sẽ hiểu được đó là lưu rung. Đó. Thì việc nén chặt được kiểm soát đây, việc nén chặt được kiểm soát bởi áp lực mà trọng lượng bản thân của máy tác dụng lên lớp đất phía dưới, lực nén giúp ép chặt vật liệu, điều này làm giảm độ rỗng của vật liệu và tăng độ ổn định. Thì sự nén này á, thì thường xảy ra là từ trên xuống dưới. Thì đối với cái lưu tĩnh này á, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm rất là quan trọng, đó chính là tải trọng tuyến tính tĩnh. À, vậy thì nó được tính toán như thế nào ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Thứ nhất là tải trọng của trục, tức là tải trên trục đó, trên mặt trống. Thứ hai á, là chiều rộng trống. Thì cách tính tải trọng tuyến tĩnh này thì tính như thế nào ạ? Chúng ta sẽ tính bằng công thức như sau. Tải trọng tuyến tính tĩnh là bằng tải trọng trên trục, tức là nó là đại khái, nó là cái trọng lượng của cái chống rung, chia cho bề rộng chống lưu. À, chúng ta sẽ thấy khó hiểu một tí nha. Vậy thì
lấy công cụ nào đây để mà chia sẻ cho các bạn. Đây, đây là giả sử đây là cái trống trống rung đấy, thì tại trong trục là gì? Giả sử như cái này đây, nó hình cầu này nha, giả sử như cái này là 10 kg và bề dài cái này, tức là bề dài này từ từ đầu này cho tới cái khúc này thôi nha, nhưng mà thôi tính từ đầu này tới đầu này luôn, giả sử như nó là 2 mét, không, số này không đúng, giả sử nó là 5 tấn, giả sử cái này là 5 tấn và bề mặt từ đầu này tới đầu này, từ từ đầu này tới đầu này là 2 mét đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có cái tải trọng tuyến tính, tải trọng tuyến tính tĩnh bằng cái gì ạ? Bằng 5 tấn chia cho 2 mét, chúng ta sẽ ra thì thương số của hai cái con số mà chúng ta vừa đề cập trên á, thì nó sẽ ra được cái là tải trọng tuyến tính tĩnh. Thì tải trọng tuyến tính tĩnh càng cao thì hiệu suất đầm tĩnh lưu càng lớn. Đó. Thì đại khái như thế này, nếu như tuyến là 65 kg và bàn chân của tuyến có kích thước giả sử như là bằng 2, một người là 75 kg và người đó cũng có bàn chân giả sử kích thước, tôi nói ngắn gọn thôi nha, là cũng bằng 2, vậy thì lúc này là cái người 75 kg sẽ có cái tải trọng tuyến tính tĩnh tốt hơn, tức là người ta nặng hơn, người ta làm cho cái độ lún khi mà người ta đứng trên một cái vật liệu bị xốp, xốp tức là không chặt nhé, thì nó sẽ bị lún nhiều hơn. Đó, thì ở đây công thức này ha, trong tiếng Anh chúng bê nguyên cái này chứ, đây nó đọc là static linear load, đấy nó bằng là axial load, đó nó chia cho drum width. Thì nó công thức này được tính là ra kg trên cm. Thì một số cái thông số mà điển hình thì Tuyến đã thống kê ở đây ha. Thì lưu hai bánh thép nhỏ, lưu hai bánh thép là gì thì nếu mà các bạn chưa hiểu thì từ từ chúng ta sẽ cứ theo dõi, người ta sẽ biết ha. Thì từ 1,5 tới 4 tấn thì chúng ta sẽ có tải trọng tuyến tính tĩnh là từ 8 cho tới 15 kg trên 1 cm. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là lưu rung một bánh thép từ 5 tới 25 tấn. Thì chúng ta lại cũng sẽ có cái con số là dựa trên cái công thức này. Thì chúng ta tính toán ra thì nó có là tải trọng tuyến tính tĩnh của nó là từ 20 tới 70 kg trên 1 cm. Trên 1 cm nha các bạn nhé. Thì tương tự như vậy thì các bạn đọc thêm vào phần này. Thứ hai là lưu rung. Lưu rung là cái gì? Rung là không tĩnh. Đấy, thì cái gì nó rung như thế này ha, nó lắc thì nó gọi là rung, còn tĩnh là ngồi im, tĩnh lặng. Thì ở đây là các bạn nhìn thấy đây ha. Thì đây là một cái mô tả của cái vật liệu. Thì các bạn nhìn thấy bên này này. Thì đây là hạt này. Các hạt hồi nãy tôi có đề cập là các hạt nó đều có kích thước không đều nhau và hình dạng là khác nhau. Do đó khi mà chúng nó nằm lên nhau hoặc chúng ta đổ lẫn thì chúng ta luôn luôn sẽ thấy cái độ rỗng. Đây là độ rỗng này. Đấy. Vậy thì khi mà chúng ta rung thì cái độ rỗng này nó được sát lại với nhau. Đó, nó sẽ sát lại với nhau và nó hạn chế cái khoảng trống như thế này. Đó, nha. Thì trong suốt quá trình lưu động, các lực tạo ra lớn hơn nhiều so với lưu tĩnh. Thì đầm rung á, thì chúng ta sẽ có là lực ly tâm này. Rồi đầm dây á, thì chúng ta sẽ có lực cắt nha. Nói là lực cắt là như thế nào các bạn cũng tương đối là khó hiểu đó. Ở cái này thì sẽ nằm ở trong cái bài nói rõ hơn về tức là giải thích rõ là lưu rung là gì và lưu dây là gì. Thì cái này nó sẽ tiếp theo, thì các bạn cứ theo dõi, cứ đọc hết nha. Thì tác động đây thì tác động trực tiếp xuống các lớp vật liệu ha. Đọc lại nha, trong suốt quá trình lưu động các lực tạo ra lớn hơn nhiều so với lưu tĩnh. Đấy, thì trong cái lưu rung á thì chúng ta sẽ có là
đầm rung tức là lu rung và đầm dây tức là lu dây, thì nó điển hình bởi lực ly tâm hoặc là lực cắt, tức là lực lực shearing nó đi theo 45 độ thế này này, thì nãy tôi nói rồi là sẽ giải thích sau. Thì cái lực, những cái lực này đã tác động trực tiếp xuống các lớp vật liệu, lực rung tác động lên các hạt vật liệu, điều này làm giảm độ kháng ma sát giữa các hạt, từ đó làm tăng độ chặt. Việc lưu lèn được thực hiện từ dưới lên trên, vật liệu được lắng xuống nhờ các rung động. Việc lưu lèn được thực hiện từ dưới lên trên là như thế nào? Cái này nó tí xíu nó sẽ liên quan đến cái phần dưới, tí xíu sẽ giải thích. Rồi, đây là một cái video mô tả để chúng ta sẽ biết được là khi mà chúng ta làm chặt thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đây, chúng ta coi nha. Phóng to lên. Đánh dấu là cái mức khi mà vật liệu chúng ta đổ ra. Đây, lưu tĩnh, tức là chúng ta dùng trọng lượng của một cái gì đó chúng ta nén lên cái bề mặt vật liệu, thì chúng ta sẽ thấy là đây, chúng ta sẽ thấy nha. Đấy. Oh sorry. Chỗ đây chúng ta sẽ thấy là tôi dán thêm cái nữa. Dán thêm. Chúng ta sẽ thấy là vật liệu này đã bị nén xuống, tức là nó chặt hơn. Các bạn coi cái gì mà không hiểu thì cứ comment phía dưới hoặc là gọi số điện thoại nha. Thì có thể gọi này, số đây này 0988731339 hoặc là số 0906702060, thì Tuyến để ở cuối cái link của bài viết này, thì chúng ta sẽ, nếu thắc mắc gì đó chúng ta sẽ hỏi. Không hiểu bất kỳ thứ gì các bạn cứ việc hỏi là chúng tôi sẽ trả lời. Đấy. Cái video thứ hai mà các bạn cần coi đó là mô tả việc rung. Đó, hồi nãy là tĩnh nhé, bây giờ là rung. Việc rung có tác dụng đầm chặt như thế nào? Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ coi. Cũng mở lớn lên. Đây, hồi nãy chúng ta đã đánh dấu rung, đập cho nó rung, đập cho nó rung. Tức là lúc này không cần bất kỳ một cái lực tác dụng nào, chỉ cần nó rung thôi, nó đã là sắp xếp các hạt lại với nhau. Tức là những cái hạt này nó di chuyển lại với nhau ha, thì nó cũng đã có tác dụng, nó chặt hơn rồi. Tức là làm chống, làm giảm cái độ chống rồi. Đây là cái video tuyến quay ngắn để mà giới thiệu cái xe xúc lật Hitachi ZVK180. Rồi, đây là một cái video mà Tuyến rất là thích. Đã, các bạn sẽ xem ha. Các bạn cứ tưởng tượng. Đây, bật lên trước đã. Để dừng lại. Rồi. Không phải này. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là vật liệu. Đó, vật liệu chúng ta sẽ có đá, cá, bụi này, tức là chúng sẽ có hình dạng hạt là khác nhau, độ lớn hạt là khác nhau, không phải lúc nào cũng tròn mà không phải lúc nào cũng vuông, mà nó bị vỡ ra theo một cái hình, không biết nói làm sao. Các bạn nhìn đá bên ngoài các bạn sẽ thấy, thì ở đây nó chỉ là một video mô tả thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy này, hạt đen này, hạt đỏ, hạt xanh này. Đấy, chúng ta sẽ thấy. Vậy thì các bạn để ý nhé, đây là cái mức ban đầu đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là, để ý cái này nha, cái này là cái motor này là cung cấp này, và ở đây á, các bạn nhìn thấy cái gì không? Cái này nó không tròn đều, tức là nó sẽ tác dụng một cái lực gì đó, nó giống như kiểu đánh vô cái bề mặt đó. Vậy chúng ta sẽ làm cho cái này, nó làm cho cái ly động này nó bị rung, thì chúng ta sẽ tưởng tượng được là xem là độ lực rung, chúng nó sẽ sắp xếp hạt vật liệu lại với nhau nó như thế nào. Mời các bạn coi clip. Đó, thấy không? Các hạt đã sắp xếp tự chúng nó di chuyển, và chúng nó sắp xếp lại cái vị trí của chúng nó. Và các bạn thấy hôm nãy từ trên này hoặc trên này đó, và nó đang từ từ nó tìm cái vị trí tốt nhất để chúng nó lồng vào nhau. Giả sử như nó như cánh tay của tí này. Bình thường như thế này nó sẽ không tìm được, nhưng mà khi rung ha, chúng ta sẽ tìm cái điểm chống và chúng nó khớp lại với nhau, tạo thành một cái khối nó đồng nhất, nó vững chắc, và nó khó có khoảng trống để mà nước nó đi vào.
Đã dừng lại. Vậy thì các yếu tố ảnh hưởng tới cái quá trình mà lưu rung nó như thế nào thì chúng ta sẽ có này, khoảng cách à, ở đây thì chúng ta là có biên độ à. Các bạn nhìn thấy nha, ở đây là cái biểu đồ hình sin như thế này đó, thì đây là biên độ. Biên độ là gì ạ? Tức là cái trống nó nảy lên và nó đập xuống, nảy lên đập xuống, nó nhảy càng cao thì biên độ càng cao. Có một số thì chúng ta sẽ có là lưu tính, tức là lúc nào nó cũng tiếp xúc với lại bề mặt. Lưu động gọi là mức độ nhỏ, chúng ta sẽ nhảy lên thấp thôi, thấp. Thì các bạn cứ tưởng tượng là các bạn nhảy lên ấy, thấp ấy, thì cái lực nó tác động xuống mặt đất nó ít, nhưng mà các bạn nhảy cao lên, nhảy xuống thì nó sẽ khác đó. Thì cái biên độ cao là gì? Nó sẽ nhảy lên cao hơn, giả sử nó cao lên gấp đôi thế này đó. Up down up down up down đó. Thì nó sẽ sinh ra cái lực tác dụng xuống mặt đất, và nó còn có đây. Khi mà cái biên độ này nó đập xuống thì có phải là cái mặt đất này nó phải lún xuống đây không? Tức là nó nhảy lên này. Ở đây đang là mặt đất khi mà chúng ta chưa có tác động gì hết á, thì một lực mà nhảy lên đây nó đập xuống thì nó sẽ lún xuống như này, và sau đó lại đẩy lên, đập xuống đẩy lên, đập xuống đẩy lên. Đấy, thì tần suất là gì? Là số chu kỳ dịch chuyển tịnh tiến trong một giây, đơn vị của tần suất là hertz, thì các bạn cũng sẽ coi trong catalog. Thì nó là số lần rung trên một phút, tần suất rung ảnh hưởng tới tần suất đầm nén. Hình như khúc này nó hertz này nó là giây chứ không phải là trên phút. Thì cái này thì tướng sẽ coi lại, hiểu đến lại nhé. Thì thường là hertz là trên giây, tướng nhớ là như vậy. Thì tí xíu thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ có một chút thời gian nhé, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta coi xem là cái catalog của một cái xe lưu rung nó sẽ có những cái thông số gì, và chúng ta sẽ coi đơn vị chính xác là gì. Thì các tần suất tương ứng phải được chọn theo biên độ chỉ định theo nguyên tắc chung, tức là biên độ lớn thì tần suất thấp. Đó, các bạn cứ tưởng tượng nha, mình nhảy lên cấp thấp như vậy thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn, nhưng mà chúng ta nhảy cao hơn như vậy thì nó là khác rồi. Thì đây là công thức vật lý đơn giản thôi: quãng đường bằng tốc độ nhân với thời gian. Thì quãng đường nó dài như thế này thì dĩ nhiên là cái thời gian nó phải mất nhiều hơn, và tốc độ cho dù bằng cùng một tốc độ ha, đây nhanh hơn, để cao lên như thế này cũng cùng tốc độ thì nó phải chậm hơn đó. Thì biên độ lớn tức là quãng đường đi nó càng lớn, thì tần suất thấp tức là số lần đập trên cái bề mặt nó phải thấp. Vậy thì biên độ nhỏ thì tần suất cao nè, biên độ lớn tần suất thấp, biên độ nhỏ tần suất cao đó. Thì ở đây là cái mô hình mà cái hình mà nó vẽ, cái sự mô tả chúng ta sẽ nhìn thấy nha. Cái lưu rung của chúng ta này, lưu rung là phía trước này là chống rung, phía sau là cái bánh để di chuyển, đây là cabin. Thì đây là tần suất cao này, các bạn nhìn thấy đây là cái chống rất là thông thường, nhưng mà đây là cái phần màu đỏ đỏ đó là nó đang mô tả cái phần nảy đó. Thì chúng sẽ có lực này, lực này đập vuông góc xuống mặt đất, là chúng ta sẽ thấy là 1, 2, 3, tức là đây nó mô tả cái mô hình là cái lực nó tác động xuống mặt đất nó sâu hơn. Thì ở đây là biên độ nhỏ thì là cái lực tác động xuống mặt đất nó cũng nhỏ hơn. Thì cái phần này thì các bạn đọc thêm, thì cái gì không hiểu thì các bạn cứ việc hỏi. À, đây là lưu hai bánh thép, các bạn để ý nhé, ở trên này là lưu một bánh thép này, hai này là hai bánh lốp, ở đây là cái bánh thép. Nhìn đi cho nó kỹ tí ha. Đây là lưu hai bánh thép. À, hai bánh thép là gì? Hai bánh thép tức là nó có hai cái ống bằng thép. Còn đây á, là lưu một bánh thép, hoặc là gọi là lưu rung một bánh thép, thì nó có hai cái bánh này là hai cái bánh lốp để di chuyển. Còn cái này là có tác dụng là vừa di chuyển vừa làm chặt. Lưu hai bánh thép thì ứng dụng trong làm nhựa. Phải nói đến cái việc nữa là cái yếu tố thứ ba
là tác động đến cái này, các yếu tố ảnh hưởng tới lưu động đó. Một á, là biên độ nha, một là biên độ, hai á, là tần suất, và ba á, ba đó là tốc độ lưu đó, cùng với tần suất này, tốc độ ảnh hưởng đến đó. Tốc độ thì chúng ta đi nhanh, chúng ta đi nhanh có phải đi rất nhanh thì cái này nó cũng phải có một cái thời gian nó nhảy lên rồi sau đó nó đập xuống, đúng không ạ? Chúng ta đi nhanh thì sao, chúng ta di chuyển từ điểm A tới điểm B qua đây mà chúng ta còn phải là nhảy lên nữa, thì chúng ta sẽ đập xuống, tức là cái khoảng cách giữa điểm này và điểm này nó xa. Và chúng ta nếu mà chúng ta đi chậm thì cái khoảng cách nó thu lại như thế này. Về nếu mà chúng ta đập này, đập từ đây, đập một nhát ra tới đây, chúng ta đập một nhát, vậy thì cái ở giữa này nó không được đập thì chúng ta cái chỗ này nó không chặt. Đấy, việc này chúng ta phải thu sát lại cái khoảng cách đập, do đó là cái tần suất đập là tính bằng hertz, nãy tôi nói nó bằng giây đó, nó rất là nhanh, hình như là nó tới mấy chục lần trên một giây á, tức là các bạn đi rất là chậm thì nó sẽ gần như là đập liên tục cái bề mặt này, đập như thế này, chứ không phải đập từ đây cái, đập ở đây cái, vậy thì ở giữa này nó sẽ không chặt, thì chúng ta sẽ phải là đi tốc độ làm sao đó mà để làm sao cho cái việc này đập này nó liên tục như thế này ha. Đập sát để làm chặt cái bề mặt. Thì tốc độ lưu điển hình mà hãng Luham khuyến cáo là lưu trên nền đất, đối nền đất nha, nền đất hoặc nền đá mà đá cấp phối, thì tốc độ là khoảng từ 2 tới 3 km/h. Lưu trên bề mặt nhựa asphalt, tức là bê tông nhựa nóng đó, các bạn đi trên đường sẽ thấy là cái nhựa nóng đó, đây này, cái nhựa đường này này, thì tốc độ là khoảng là từ 4 tới 5 km/h. Thì đây là cái hình nó mô tả này, các bạn nhìn thấy nhé, đây là tốc độ này, tốc độ nhé, đây là tốc độ theo tốc độ chậm này, hình vẽ nó cũng chậm, tốc độ nhanh này nhìn xé gió ha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, tốc độ nhanh thì cái điểm, cái khoảng cách này này, từ đây tới đây đó, nó sẽ bị xa, vậy thì cái khu vực này nó không có được làm chặt đó. Thì nhưng mà ở đây á, khi mà tốc độ mà đi chậm, nó chậm cũng không đúng, là nó phù hợp, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là các lực này nó đan xen lại với nhau, đan xen lại với nhau, vậy thì các bề mặt này, các hạt này nó sẽ được làm chặt. Thì trong lưu lèn ấy, thì có ba cái lưu rung á, lưu rung hoặc lưu động thì chỉ có ba cái yếu tố, một là biên độ, hai là tốc độ, và ba đó chính là cái tần suất. Ba yếu tố này nó phải khớp với nhau, tốc độ phải phù hợp, biên độ chọn phải đúng, và tần suất là nó cố định rồi. Vì lúc này á, thì nó tần suất nó tính toán theo cái việc mà khi mà chúng ta chọn rồi thì nó sẽ có tác dụng làm chặt cái bề mặt tốt hơn. Giải thích cho các bạn thêm cái này thì có lẽ là nó sẽ không nên đi sâu vào. Thì đi sâu vào thì đây là cái việc mà các kỹ sư chế tạo, các nhà chế tạo họ sẽ hiểu biết hơn, mình chỉ biết cái nguyên lý của nó thôi. Thì trong cái chống lưu nó hình tròn thế này, thì chúng ta sẽ có một nửa đó, chúng ta sẽ có giả sử một nửa đi nhé, một nửa là cái, không biết là một nửa hay, nhưng mà nó đại khái là chúng ta sẽ có là cái khối không cân bằng nó di động, tức là cái mối màu cam này nó sẽ di động ở trong cái khoảng này đó. Và không cân bằng cố định, tức là các bạn nhìn thấy không, màu xám này, không, màu xám này đó. Thì cái trong cái chống rung thì nó cấu tạo như vậy, thì cái cục này những phục văng á, khi các bạn để ý này, khi chúng ta văng này, đập xuống, văng, đập xuống, văng, đập xuống, tức là nó không cân bằng thì nó mới tạo ra một cái lực nó văng. Các bạn để ý, các bạn khi các bạn chơi trong chống, các bạn cột cái, các bạn cột cái cục đá vào sợi dây, cột cục đá vào sợi dây, và chúng ta quay thì cái đó nó biểu trưng cho cái khối cân bằng di động, là nó sẽ có một cái lực đập xuống như thế này, đập xuống nhé. Thì chúng ta sẽ có cái khối gọi là khối không cân bằng. Thì trong cái cấu tạo của chống rung nó sẽ có những khối này, cái khối này rất là quan trọng, cái khối này được chế tạo làm sao đó để cho cái lực nó tác động xuống mặt đất nó nhiều nhất. Thì tùy thuộc vào chiều quay của quả văng lật tâm, là cái quả này này đó, là cái khối không cân bằng di động đó, thì
mất cân bằng di động sẽ di chuyển sang bên này hoặc bên kia, nó được gọi là lực ly tâm, làm thay đổi tác động của khối lượng không cân bằng tác dụng cũng như biên độ rung. Đó thì các bạn sẽ để ý nè, trong cái chống rung nha, thì đây là họ chẻ ra cho mình coi nha. Thì cấu tạo nó như thế này. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là có bao nhiêu loại chống rung, thì đến bây giờ thì chưa sáng tạo ra nhiều lắm, thì không biết là trong tương lai là nó như thế nào, thì chúng ta bỏ qua. Thì chúng ta sẽ thấy là có các loại chống rung như sau. Thứ nhất, smooth rung, tức là chống trơn. Smooth là bề mặt nhẵn bóng láng ha, thì không có gai góc gì hết á. Thì chúng ta hay còn ở Việt Nam mình còn gọi là chống trơn ha. Đó, smooth rung. Đó, biểu trưng là bề mặt rất là láng. Loại thứ hai đó là pad foot rung. Đó, chữ P nghe nó viết tắt vào chữ pad. Thì ở Việt Nam mình gọi đây là vấu chân cừu. Đấy, vấu chân con cừu. Đấy, nói chung là có cái guốc, nó gọi là bộ động vật móng guốc. Vậy thì tại sao không gọi là dấu chân bò, vấu chân dê, vấu chân ngựa? Không biết, đây là cái tên thôi. À, thì ở Việt Nam mình gọi là lưu rung vấu chân cừu, hoặc là chống rung chân cừu. Đó. Thì cái loại này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn phía dưới. Cái loại tiếp theo đó là cái loại chống rung. Chống rung, rung vibration rupture, tức là nó có tác dụng để làm vỡ cái hòn đá này ra. Khi cái lực rung các bạn đập giống như đập cái búa vậy đó, xuống vô hòn đá thì hòn đá nó bị vỡ ra. Thì chống trơn, thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai loại chống trơn. Một á, là chống trơn nguyên khối, tức là không bị chẻ ra. Các bạn nhìn thấy ở đây là có cái đường chẻ này nè, đó, chia làm đôi. Thì chống trơn có hai phiên bản ha. Một á, là chống trơn không phân chia, tức là nó không chia làm hai, thì làm việc liên tục và được dẫn động bởi một cái motor chuyển động. Đó. Động cơ, có thể gọi là động cơ cũng được, nhưng mà ở trong trường hợp này thì nó chính là một cái motor thủy lực. Đó. Chống trơn xẻ đôi là loại này. Đó, nó xẻ đôi này, là chia làm đôi luôn nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy là tí xíu sẽ nhìn thấy cái video mô tả ở đây. Thì nó gồm là hai nửa bằng nhau, mỗi nửa được dẫn động bởi một motor thủy lực riêng. Đó. Thì cái chống này đặc biệt là rất thích hợp trong cái việc mà khi mà lưu nhựa, làm chặt nhựa đường, khi trải bề mặt con đường, thì đặc biệt là vào khúc vào cua, cái đường cong nha. Đây là đường thẳng thì nó đi dễ rồi, nhưng mà khi mà các bạn có vào cua thế này, cua đây nha, thì vào cua thì lúc này là nó sẽ đi không đều, thì các bạn sẽ nhìn thấy video phía dưới rồi mà các bạn coi. Đấy, video mô tả tác dụng của chống lưu chia đôi. Thì các bạn vô cái kênh MDS này này, thì đây là tuyến đang cố gắng thu thập rất nhiều cái thông tin, rất nhiều cái video để mà mô tả cho các bạn coi. Thì các bạn cứ coi, nếu mà các bạn cần cái thông tin gì nữa thì cứ alo 0906702060 ở phía dưới, hoặc là 0988731339, thì các bạn sẽ có được cái tư liệu và sự giải thích nó hợp lý. Đây, chống rung chia đôi ha. Các bạn nhìn thấy không? Hai nửa bằng nhau nha. Thì mình vẽ cái này để làm gì, để cho các bạn thấy là khi mà nó vào cua thì cái việc hai nửa này nó di chuyển với tốc độ không đồng đều thì nó sẽ tốt như thế nào. Đi thẳng thì là bằng nhau. Đây là mô tả thôi nhé các. Đấy. Khi bắt đầu là cho nó vào cua một tí. Đó. Các bạn đã thấy không? Tốc độ là di chuyển là gần như là khác nhau. Vậy thì hai motor dẫn động riêng biệt. Đây, vào cua nhé các bạn, để ý nhé. Đấy, vào cua này. Đó. Đó, khi vào cua này. Để ý cái trống nha, cái vạch ấy. Đó, thấy khác nhau chưa? Đó, thấy chưa? Cái bên trong nó sẽ có tốc độ khác với lại cái vành bên ngoài. Đó, thấy không? Vậy thì khi các bạn cứ tưởng tượng là cái lực mà chúng ta nó phân bố nó đều á, thì cái bề mặt á, nó không bị
nén bên trong thì quá chặt, hoặc là bên ngoài quá lỏng, hoặc bên ngoài quá lỏng, bên trong quá chặt. Tức là cái phân bổ cái lực nó phải đồng đều và làm cho cái bề mặt nó phải bằng phẳng và không tạo thành vết hằn. Đó, đây là mục tiêu của cái việc mà chúng ta chia cái chống rung lu trơn, chia cái chống lu rung ra làm đôi. Rồi, cái đường kính của chống rung nó quan trọng không ạ? Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nè. Các bạn cứ tưởng tượng khi chúng ta lăn bột nha, lăn bột như thế này. Nếu như cái cục này mà nó quá nhỏ thì chúng ta sẽ có phải là nó sẽ tạo một cái vết hằn rất là sâu và nó dồn cái bột. Nhưng mà nếu mà cái này gọi là cái độ cán bột mà nó lớn thì chúng ta sẽ lăn thì cái bề mặt nó sẽ đẹp hơn. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này, trọng lượng nha, cùng một trọng lượng này, họ vẽ mô tả thôi, các bạn nhìn thấy là hai cục này bằng nhau, cái lực tác dụng là như nhau. Nhưng nếu mà cái cục này nè, cái đường kính của cái chống lưu này nè mà nó nhỏ quá thì nó sẽ làm gây ra dồn nhựa. Và nếu như mà cái đường kính của cái chống lưu rung này nó lớn hơn thì nó sẽ không có cái tác dụng dồn nhựa rất ít này. Các bạn nhìn thấy ở đây này. Đó, đây là dồn nhiều ha, đây là dồn ít này. Thì cái số Niebuhr này thì nó ở đây nó được gọi là cái số Niebuhr ha. Số Niebuhr đặc trưng cho khả năng ngăn ngừa lớp bề mặt bị nứt hoặc bị uốn cong, đây uốn cong ở bề mặt trước chống. Đối với trường hợp lưu động này, tỷ số Niebuhr không thể lớn hơn nhé, không thể lớn hơn 0,25 kg trên 1 cm2. Thì cái số Niebuhr này được tính bằng cái gì? Được tính bằng tải trọng tuyến tính tĩnh, là cái chỉ số hồi nãy mình nói á, là cái trọng lượng bản thân chia cho cái chiều dài của cái chống. Thì cái này được chia thêm cho đường kính chống đó. Này, kg chia cm, xong chia cm, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ có cái công thức, có cái đơn vị tính, nó chính là kg trên cm vuông. Thì đây là một số các chỉ số Niebuhr mà nó điển hình. Thì xe lu loại mà 1,5 tấn tới 4 tấn thì chúng ta sẽ có cái số Niebuhr này, nó là 0.15 tới 0.17 kg trên 1 cm vuông. Xe lu hạng nặng từ 7 lu nhựa nhé các bạn, đây là mình đang nói lu nhựa từ 7 tới 13 tấn thì có chỉ số Niebuhr này nó là 0.2 cho đến 0.24 kg trên cm vuông. Thì tỷ số Niebuhr này không thể lớn hơn 0.25. Thì đây là con số nhà sản xuất họ đưa ra. Thì cái việc tính toán như thế nào thì chúng ta sẽ có tìm hiểu sau. Cái loại thứ hai đó là cái loại chống rung vấu trên cừu, đó, pad foot. Thì ứng dụng của cái lu rung chống trên cừu này là gì ạ? Là trong công việc nạm đất, nè, nhìn thấy đất này, trong cái việc tái chế mặt đường mà điển hình là tái chế nguội, nhào và làm nhám đất, tăng diện tích bề mặt để làm khô nhanh hơn. Chống trên cừu thì là không thích hợp để pha đá nha các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, khi mà đất nó ướt này, muốn giải thích cái này, tác dụng chính của chống rung mà có vấu trên cừu này á, thì nó sẽ làm tăng cái bề mặt tiếp xúc của cái bề mặt đất này, bề mặt vật liệu này với không khí, với mặt thoáng này. Thì thường thường là ứng dụng trong cái vùng đất mà ẩm ướt, có nhiều nước. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà nước nó sẽ chứa trong những ô này nè, thì tức là cái mặt thoáng nó sẽ tăng lên. Đó, vậy thì nước sẽ bốc hơi nhanh hơn. Thì bốc hơi nhanh á, thì làm cho cái việc mà lu lèn nó dễ. Các bạn để ý, bùn đất là không bao giờ chặt được nha. Thì cái việc lu á, thì bao giờ cũng sẽ phải có cái độ ẩm nhất định trong vật liệu, độ ẩm phù hợp, quá nhiều là nó thành bùn đó, khô quá thì nó cũng không chặt được, nó phải có độ ẩm nước, nó giống như là cái chất đưa liên kết các hạt lại với nhau vậy đó, nó đang làm chặt lại đó. Khi các bạn nhào bột cũng vậy đấy, bột mà khô các bạn bóp không bao giờ thành hình. Các bạn đi biển nếu mà cát khô các bạn bóp chặt trong tay rồi,
đó, các bạn nén lại rồi, nhưng mà khi các bạn mở ra thì nó là những cái hạt cát nó sẽ rơi xuống đó. Nhưng mà nếu như mà cát ướt nhiều nước các bạn bóp vào thì các bạn cũng nước nó cũng sẽ làm trôi cái hạt đó ra thì cũng thành hình được. Nhưng cát ẩm nha, thì các bạn bóp nó sẽ thành hình đó. Thì việc lưu chặt lưu lèn thì cũng cần là vật liệu cần có độ ẩm thích hợp. Thì lúc này thì cái chống này có tác dụng làm sao ạ? Làm cho tăng tiết diện của cái bề mặt, làm thoát nước nhanh hơn, tức là độ ẩm nó phù hợp thì lúc này việc làm chặt nó mới xảy ra được. Một cái tác dụng mà Việt Nam mình hay dùng đó là sao? Các bạn cứ nghĩ thì là nếu như mà Tuyến đập bằng cả bàn tay này xuống cái bề mặt thì nó như thế nào? Nhưng mà nếu mà Tuyến dùng 100% lực mà Tuyến chỉ dùng trong một cái ngón tay này đâm xuyên đó thì nó sẽ như thế nào? Thì cái vấu chân cừu này nó có tác dụng là có những cái điểm vấu chân cừu này nè, nó giống như cái điểm nhọn đấy, nó sẽ tác động sâu cái lực rung nó sẽ tác động sâu xuống bề mặt hơn thì làm chặt nó tốt hơn, chống rung phá đá. Thì trong cái bề mặt rung này thì chúng ta sẽ thiết kế những cái điểm mà đưa được những cái mũi phá đá này vào, chúng ta gắn vào đây ha, thì chúng ta sẽ có tác dụng là dành cho cái môi trường á, đặc biệt ví dụ như các tỉnh miền núi phía Bắc, trong cái vật liệu đất có nhiều đá mà loại bỏ nó thì quá là phức tạp, quá khó khăn đi, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái loại chống này. Và nhắc lại, chống rung vấu chân cừu không có tác dụng làm vỡ đá nha, hoặc có thì có rất là ít, nhưng nó chúng ta không ứng dụng. Chúng ta nó khi mà nói đến ứng dụng này chúng ta nói đến ứng dụng chính của nó, thì mời các bạn là coi cái video mô tả. Video này là mình thu thập rất là cực nha các bạn. Các bạn coi thì cố gắng coi. Và cái nguồn nó có giới hạn, nếu mà có video nó tốt hơn thì mình sẽ quay và gửi cho các bạn. Rồi các bạn thấy không? Khi mà đá này nó rung này, rung và có cái vật nhọn giống như kiểu mà cái mũi đục á đập xuống rung thế này thì lúc này thì đá nó vỡ ra. Đá nó vỡ ra. Sorry các bạn nha, ở đây nó cứ hiện lên. Vậy thì chắc để có thời gian mình sẽ túc tắt, mình sẽ cài, mình tắt cái này đi. Rồi, 4. Chúng ta sẽ đi đến cái số 4 nè. Xe lưu lốp, lưu tĩnh. Tại sao gọi là lưu lốp nè? Đây, 1 lốp, 2 lốp, 3 lốp, 4 lốp nha. Đó là lưu lốp. Thì 4 lốp cao su, nó làm bằng cao su, cao su mà cao su dạng xịn ấy, được lắp trên một trục của xe lưu thì mỗi bánh cách nhau một khoảng cách cố định nha. Xe lưu lốp nén tĩnh thông qua trọng lượng tĩnh của máy, tức là đại khái nó là trọng lượng bản thân nó đè lên cái bề mặt nhựa, thì hiệu quả đầm và độ sâu phụ thuộc vào tải trọng của bánh xe. Đây, cái phần này giải thích quan trọng nha. Thì 4 bánh xe này, đây là mô tả 4 bánh xe được giữ khoảng cách là bằng nhau. Và các bạn để ý nha, khi nó chạy này, các bạn nhìn thấy cái đường xanh xanh nhỏ nọ này không? Zoom lên cho các bạn thấy nha. Đây, đường xanh lớn này, từ đây tới đây. Đường xanh lớn từ đây tới đây. Vậy thì cái đường xanh nhỏ này nó biểu trưng cho cái gì ạ? Bánh trước nó chạy rồi, vậy thì bánh sau nó phải chồng ý lên. Tức là để đảm bảo là khi mà hai bánh xe chạy nhá, nó phải giác mí như thế này, tức là cái chỗ này là chỗ giác mí này, giác thì chỗ này nó được làm chặt không, được làm chặt. Còn nếu mà không giác mí thì nó hở ra thế này, vậy thì chỗ này nó không chặt, vậy thì chất lượng của con đường nó sẽ không tốt, tức là không, mục tiêu là không được tạo ra khoảng cách mà nó phải chồng mí lại với nhau, chồng khớp mí lại với nhau như thế này ha. Đó, chồng vô, chồng như thế này không được nha, phải có một cái đè lên nhau một tí xíu thôi thì nó là chồng mí. Còn là trọng lượng lưu tĩnh là bao nhiêu, ứng dụng của cái lưu lốp này là như thế nào thì từ từ sẽ giải thích sau. Ở trong cái phạm vi bài này thì nó mình không chia sẻ. 5, nó là kết cấu các lớp vật liệu trong thi công đường. Đây là cái mô tả nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường á, là nó sẽ có cái cấu trúc như thế này. Đây là mặt cắt của nó. Đấy, chúng ta sẽ có
là làm đất này, sau khi đất làm đất chặt xong á, thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ cuối cùng á, này, đây là đất đất nguyên bản của nó này, đất nguyên bản, và đất này là phải là đất có khả năng lưu chặt được nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái lớp đất đắp, tức là mua chở cái đất thịt ấy, thường là trong các mỏ đất đó, xong rồi lấy xe tải ben chở đến đổ, xong rồi san gạt nó đi, thì chúng ta sẽ có một cái lớp này, sau đó cũng được làm chặt. Sau đó là chúng ta sẽ đổ cái lớp đá, đá các bạn nhìn thấy nha, đây zoom cho các bạn coi, thì đá này đó, thường 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 là theo tôi thấy nó là đá 46. 46 là cái gì? Là cái cục đá này nè, cục đá này nó có cái khoảng cách đó, bề ngang là 4 và bề dài là 6, nhưng mà nó không lúc nào cũng vuông như thế này đâu, cục đá nó vỡ ra, nó theo kích thước là 46, gần 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 chính xác nha. Đừng có nghe anh Tuyến nói là đá 46 là chiều ngang phải 4, chiều dài là 6 rồi lại cãi ha. Rồi thì lớp này cũng sẽ phải được làm chặt đó, thì tùy theo cái con đường này được thiết kế trong đô thị hay là cao tốc hay là tải nặng hay là cái gì đó, thì các lớp này sẽ được thiết kế và được yêu cầu đổ vật liệu là lớp dày bao nhiêu. Thì ở trên này bắt đầu là đổ những cái lớp đá nó nhỏ hơn, thì trên này thường cái lớp này nó gọi là cấp phối đá dăm đó. Thì ở đây là cái lớp bê tông nhựa nóng này, thì chúng ta sẽ thấy thì mục tiêu nè, giả sử như đây là con đường, ở đây là cái mương, thì bao giờ cái nước này nó phải chồng lên nhau và nó phải chặt. Đó. Nếu như lớp này chặt, lớp trên cùng mà chặt, lớp này mà không chặt, lớp này không chặt, lớp này không chặt, vậy thì khi mà cái xe tải ben mà nó nằm trên này, thì chỗ này nó sẽ đè xuống đây, cái chỗ này bị bấm, nó giống như cái miếng bánh tráng ấy, nó sẽ bị đè xuống đây, nó đè xuống, đè cong xuống, cong thế này, vậy thì bị lún, lún thì nước trúng chỗ nào thì nước nằm chỗ đó, nước sẽ nằm ở đây và thấm xuống, thấm xuống, thấm xuống, và nãy nói rồi, nhiều nước quá thì những cái vật liệu này nó bị phân rã ra, nó thành bùn, hoặc là nó không có tính chặt chẽ lại với nhau, vì lúc này nó tạo ra là những ổ ổ voi, ổ gà ha, và gây nguy hiểm và làm hư đường. Thì thường là ta duy tu, người ta phải loại bỏ cái lớp phía dưới nó bị hư đi, nếu như kiểu nó bị thì các bạn bị thương, bắt đầu nó bị rã ra, bị thối ra đó, thì chúng ta phải làm cho nó lành lại, rồi sau đó là chạy nó ha, làm kín cái bề mặt, không cho nước nó thấm xuống. Thì các bạn tìm hiểu thêm các lớp như thế nào nhé. Thì riêng về cái phần mà các lớp này á, là các bạn phải hỏi đến anh Hải. Anh Hải là có số điện thoại là 0988 731 339 này. Anh Hải là trước đây là kỹ sư cầu đường, thì anh Hải sẽ giải thích cho các bạn rõ là cái cấu trúc đường nó như thế nào. Và để mà tìm hiểu sâu hơn ấy, thì các bạn tìm hiểu thêm là những quy chuẩn về các yêu cầu làm đường tại Việt Nam, đường cao tốc như thế nào, đường giao thông nông thôn như thế nào, đường đô thị như thế nào, thì mỗi lớp là bao nhiêu đá, bao nhiêu phân đá, độ dày bao nhiêu, loại đá là loại đá gì, đất là bao nhiêu phân đất, nhựa là bao nhiêu phân nhựa, các loại nhựa như thế nào, nhựa C19, C15, C25, đại khái là tôi không có rành cái phần này, nhưng mà nó rất là nhiều cái quy chuẩn đó. Thì bạn tìm hiểu thêm ngay cả cái lớp nhựa này này đó, cái lớp nhựa bề mặt trên này này đó, thì cũng là rất là nhiều cái loại rồi, nhựa hạt lớn, nhựa hạt nhỏ, rồi nhựa mà thoát nước rất là nhiều. Thì các bạn thì từ từ các bạn sẽ tìm hiểu thêm đó, thì các bạn tìm hiểu rõ thêm cái phần này, đọc cái gì không hiểu thì các bạn cứ comment ở dưới cái video này đấy. Thì để mà mua cái lưu rung, và tại sao này, tại sao Vi Chắc chọn sản phẩm phân phối các sản phẩm của Luham đó, thì tại sao thì có lẽ là tại vì nó tốt thì phân phối. Thì còn lý do tại sao thì các bạn nhân viên sẽ được các quản lý của mình training. Còn lý do tại sao nữa, đối với nếu như các bạn là khách hàng, các bạn là người tìm hiểu mà muốn hiểu tại sao, thì các bạn cứ gọi điện thoại đến cho nhân viên của mình, hoặc là số điện thoại này đây 0906 702060, gặp Tuyến để được
tuyến là mình ha, là để được giải thích. Rồi, video này đến đây là hết. Thì đây là, nhắc lại, đây là video đầu tay, do đó là rất là mong là các bạn cũng thông cảm. Nếu như các bạn quay lại ở đây á, phần kiến thức sản phẩm này, nếu mà các bạn muốn, khi mà các bạn đọc thì các bạn muốn, ví dụ như là hôm nay là Tuyến chia sẻ bài này, thì các bạn muốn tìm hiểu, khi mà các bạn đọc các bạn chưa hiểu rõ cái ý tưởng của người viết, của người dịch đó, thì các bạn có thể là comment hoặc là nhắn tin và yêu cầu làm, thì mình sẽ sắp xếp là ưu tiên mình sẽ giải thích cái bài mà các bạn yêu cầu đó, thì cũng sẽ post lên YouTube hoặc là Facebook để mà chia sẻ kiến thức này đến rộng rãi đến cho các bạn. Xin chào.